Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình được một chị khán giả trên kênh của mình có giới thiệu cho mình biết là một hoàn cảnh của một cô cũng khá là lớn tuổi ở quận Bình Tân. Thì hôm nay mình cũng đến đây lần đầu tiên, mình cũng chưa biết câu chuyện nó như thế nào. Thì lúc nãy chị cũng có dẫn mình đến nơi để vô trong mình ghi hình nhà cô để xem hoàn cảnh như thế nào, mình sẽ chia sẻ cho quý vị xem nha. Nằm xuống không phải giữ cái thế vậy. Đúng rồi anh, tại vì nó lòi cục xương, nó gãy, nó lòi luôn cục xương ở đây mà. Rồi, thấy đau đớn quá chị. Thôi con chào cô nha. Chào cho cô tên gì ạ? Cô Vĩnh. Cô Vĩnh năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 71. À 71 tuổi hả? Thì vừa rồi con cũng có nghe được một chị khán giả, dạ, à, đây là chị á. Này nè, cũng có chia sẻ với con là hoàn cảnh của cô á, thì con cũng đến đây thăm cô, dạ, cũng xem coi tình hình sức khỏe của cô như thế nào, không dạ, biết cô bị gì ạ. Dạ. À, lúc em biết cổ á thì cổ bị gãy cái khớp háng một lần rồi, nhưng mà lúc đó thì nói chung là con gái chỗ cổ có đứa gái, nhưng mà bây giờ cũng đi bán phụ hủ tiếu với người ta đó, sáng tới chiều, nhưng mà không có đây, ở bên chồng nó cũng nghèo dữ lắm, nó nghèo quá thành nữ ra. Ví dụ như lúc trước á thì nó cũng hỗ trợ được tiền nhà tiền này tiền kia, rồi bây giờ có một thân một mình, rồi bây giờ là ba nó cũng lớn tuổi rồi, làm thợ hồ á, sáng chú đi vậy nè, chiều chú về đó ăn cháo vậy nè, là ăn nhiều khi nấu cả tuần luôn á. Rồi bỏ muối hay là ăn nước mắm nè anh, chứ không có thịt thà gì đâu nè, ăn vậy nè, để dành tiền để trả tiền nhà. Nhà này, cái phòng này là thuê, cái này dạng như nhà mà nhà dạng như ta xây nhà mà cho thuê nhà trọ đó anh, chứ không phải là chung cư, mà cũng không phải ấy. Thành thử ra là phòng này là 2,5 triệu, đó, 2,5 triệu chưa tính điện nước á. Đó, bây giờ là nhỏ con gái nó cũng khổ quá rồi, nó cũng cầu cứu em. Rồi em coi trên mạng em thấy anh cũng giúp nhiều người, em cũng coi như là em cũng gặp anh cũng là cái duyên, cô cũng là cái duyên, tùy hỷ thôi, như là kêu nhờ anh tới anh tư do phỏng vấn giùm cái cô này để cô có khả năng để được mạnh thường quân giúp đỡ. À cô ơi, cô cho con hỏi thăm nè, cô được bao nhiêu tuổi? 71. À 71, cô bị hiện giờ là cô đang bị chứng bệnh gì trong người? Cái xương khớp, tiểu đường, cái sợi bị phổi. Cô bị bệnh này lâu chưa? Bệnh này lâu rồi, 4-5 năm nay rồi. Ủa sao cô khóc vậy? Tuổi thân á anh. Cô có được mấy người con? Một đứa đó. Rồi chú còn không? Dạ chú còn, nhưng mà chú đi làm thợ hồ đó, để mà chú, kiếm tiền. Chú cũng già rồi, kiếm là tiền để mà trả tiền phòng nè anh, coi như là tập trung trả tiền phòng á. Trả tiền phòng. Giờ cô đang bị gì, cô có đi chữa trị gì không? Không có bảo hiểm mua thuốc, con nó cho được, người này người kia cho mua thuốc uống, chứ không có bảo hiểm, không có bảo hiểm mà đi khám không có tiền khám, ăn cháo cả tuần luôn á anh, ăn mà nữa không có tiền, không mua thuốc giảm đau uống vậy thôi à. Sao hồi đó cô không mua cái bảo hiểm để dành đó, lý do sao cô không mua bảo hiểm? Nghèo lắm anh ơi, phải nói thiệt là rất là nghèo luôn. Để mình nghèo tới mức độ không có tiền mua bảo hiểm luôn á hả? Dạ cái đó nó thiệt lòng luôn á, không có ăn luôn á, có nhiều khi anh biết không, đói quá nấu cháo ăn một tuần lễ hả, nhiều khi ăn cháo ăn coi như là ăn suốt luôn, chứ không phải là tuần lễ không, ăn suốt luôn á. Chị mới mua cho cô hộp sữa luôn á hả? Dạ cái này là em mua, còn lúc trước thì em cũng cho nè, thì khả năng em thôi, với lại tiểu đường thì em cũng cho cái hũ đường thôi, lâu lâu rồi em cũng cho dầu xanh nè, cái này là đường của tiểu đường nè anh đó, em cho cô hạt tiện lắm, cô cũng ít có dám ăn uống, đâu có ăn uống gì cho nên hạt tiện nó còn quá trời. Nhưng mà cô bị đó giờ có ai hỗ trợ cho cô được gì không? Chưa, không ai giúp luôn, coi như hoàn cảnh này là chưa có ai biết đến luôn á anh là người đầu tiên luôn á. Ủa nhưng mà cô có giấy tờ trong thành phố không, cô có chứng minh đồ đầy đủ không? Có chứng minh thôi. À nếu có chứng minh đầy đủ thì con cũng hy vọng được các cô chú anh chị mà có quan tâm đến hoàn cảnh của cô thì giúp cô được gì đó thì giúp. Chứ nói chung là con thì cũng là giống như là một bất nhiệt cầu nói thôi. Thì mỗi khi mà quay những hoàn cảnh như thế này á mà đưa lên á thì cũng là cái duyên. Dạ, đúng, cái duyên của cái duyên. Người bệnh giống như cô đây. Dạ, chứ mình không thể nói trước được điều gì, chứ không phải mà mỗi khi mà mình quay lên là mình lại có tiền. Con nói cô hiểu không? Để giống như mất công rồi cô không biết làm cho cô
thất vọng. Nói chung là cũng là tấm lòng anh bước tới đây để anh giúp cho cô. Đó là cái duyên của cô. Nếu mà có ai cho được cô cái bảo hiểm á thì anh giúp cho cô. Dạ. Dạ cái đó thì cái duyên thôi chứ con cũng không có thể đảm bảo được sự việc gì. Nhưng mà con nghĩ thì cô cũng đừng có buồn, cũng giữ gìn sức khỏe. Ủa chú đi làm đều không? Không anh, bữa ba hồi có, ba hồi không. Chú năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cô? Cũng 70 rồi. Trời 70 tuổi rồi còn đi làm hồ nữa hả? Dạ. À, không già lắm mà. Không đi làm cũng ai kêu phụ bây giờ, gì phụ. Lúc trước thì ở dưới Đồng Nai vậy anh sao lắm. Bây giờ về đây thì nói chung là ai kêu lên sửa nhà hay móc cống rồi đó anh cả. Đây là dạ. Cái vàng đầu nghề của chú ha. Dạ đúng rồi, thì móc cống hay gì đó, cái thì sửa nhà hay làm gì đó thì làm kiếm tiền để mà ấy tiền nhà đó anh cả. Rồi cái chỗ này ai ngủ cô? Chú đó. Có mình cô nằm đây à. Chú ngủ đó anh. Cô nằm đây có sợi dây để cho kéo cho cô ngồi vậy. Tại vì cái lưng á. À làm cái thế để kéo ngồi vậy. Dạ hả? Đúng rồi, tại vì gãy lần thứ hai rồi. Gãy cái lần thứ hai rồi nè, anh đưa cái tay với cái này cho anh cả coi nè. Nè, anh té gãy nè. Xương khô. Nè, nó gãy lòi cái xương luôn. Nè, nó lòi cái cục xương luôn nè anh. Nè đó. Mà bây giờ không có tâm tự tắm được luôn, coi như là không mình này kia coi không cho coi như là ngồi gì đó rồi đái lên cái bát xê này nè, đái chứ ngồi không đái được tại cái nó dướng cái gãy cái khớp háng đó. Nói chung là 70 tuổi rồi cô. Dạ, 70 tuổi rồi mà bị nhiều cái bệnh nền ở trong người quá thì nó yếu. Đúng rồi, đúng rồi. Nó phải yếu thôi chứ té gãy khớp háng lớn tuổi rồi ba cái đó nặng lắm anh. Nhưng mà nghe lại cái hoàn cảnh của chú năm nay chú cũng 70 tuổi mà chú. Dạ. Còn đi làm hồ rồi thấy cũng tội. Dạ đúng rồi. Giờ con gái của cô lớn được nhiêu tuổi rồi? Con nhỏ nó bốn mấy rồi chú à, anh mà có, nó phụ người ta bán hủ tiếu á. Có gia đình chưa cô? Dạ có, con mới hai ba đứa con rồi. Bây giờ phải ráng, em cũng nói thôi ráng cho làm cho con mà ăn học đi luôn rồi cái tay nè. Con tính hỏi cô có giúp đỡ cô được gì không? Cô còn nói bị liệt tay luôn. Nó còn tê hỏi luôn. Nó tê hoài luôn anh. Bị tê tay. Dạ, mà nó phải ráng làm luôn. Ví dụ như là mua thuốc cho má nó nè. Nó vậy đó. Chú đi làm như ngày được khoảng nhiêu tiền cô hả? Không biết. Về ông lo đâu có biết gì đâu. Nằm chỗ đâu không biết gì. Kêu mua thuốc gì có đau quá thì kêu đi có đồng nào đi mua thuốc lẹ uống. Không như đâu có được mua thuốc không như qua bác sĩ đâu. Này cái bếp ga để cô tự nấu ăn cái hả? Yeah, chứ giờ đi làm đâu ai ở nhà thì tự đó, tại vì đổ nước vô nấu cháo ăn. Nấu ăn mới nấu. Lắc uống nha. Lắc ra có đói bụng rồi uống rồi. Cô uống đi, cô không nhớ gì hết. Sữa đó là sữa gì chị? Sao? Anh mắc cỏ không? Em không có đem cái không, ý em hỏi là cái chuyện cái sữa đó là sữa dành cho người xương tiểu đường á anh cả. À, vậy đó bổ sung cho những người tiểu đường, ví dụ như là họ bị tiểu đường nhưng mà họ đói họ có thể uống được mà không có bị lên đường nha anh. Như cô chức đúng rồi, cô chức uống đừng có ăn nhiều quá mà uống cái này là cô chức giảm cân mà cô chức lại khỏe hơn nữa, đẹp nữa à, nó bổ lắm anh, tốt lắm. Xưa rất là tốt. 70 kg bây giờ còn có 38. Để coi có ai cho con chồng chai dầu xanh thì con đem qua thôi. Nói con cũng có là góp của ý cô gì thôi, cô cũng đừng có buồn, thì con người mình nó cũng có cái số phận. Dạ, đúng. Mình cũng không có thể nào mà không làm được mà bà nhờ quét dọn nhà trọ này bỏ cho con cá đâu có làm được đâu. Rồi cái thấy vậy đưa cho cái chú bên cạnh này chú ăn rồi chú có cho được miếng nào cho nó, chú đâu có cho đâu. Rồi cái gì bà thấy vậy ăn được, bà mua tô tiếu ăn cũng không được. Ăn cháo không quen. Nấu cháo đi. Ăn mấy năm rồi đó anh. Ăn cháo không vậy đó hả? Cháo vậy đó, nhiều khi có nước mắm thì ăn nước mắm, có thì ăn muối vậy đó. Sao con không nấu cơm, con ăn cho nó... Cho cái nhất là em nói nè, quá bệnh như vậy bác không ăn được. Cái thứ hai nữa là em nói nè, nếu mà ăn á, là phải đi cầu nhiều. Mà đi cầu nhiều thì ai đổ đây, ai giải quyết đây. Thật ra nó cũng có nhiều cái khó khăn lắm anh hiểu không? Cô chứ ăn cháo đi cho đi tiểu tiện nó cũng dễ hơn là cô không có đứng đi không được, không được, không đi được, chỉ ngồi như thế này lép vậy thôi đó. Thành ra bữa là đúng ra không té mà tự nhiên bữa cái nằm ngủ mớ cái té xuống đây lần thứ hai nữa anh. Trời được đi được cái thọ trong xuống đi té cái la làng quá trời luôn. Cái ông nằm trong đó mà không giật mình vậy nghe, đứng yên nằm yên ngồi yên rồi tôi đỡ ngồi yên bà đừng có la.
nửa đêm nhìn thấy là làm như là mình còn đi được này kia, bước xuống bước không đi xong uống cái thuốc giảm đau nhiều quá đó anh, nó cũng ảnh hưởng thuốc giảm đau không? Sao cô không ăn thêm, nói chú rảnh mua miếng thịt cá gì đó cho ăn tẩm bổ vô chứ. Ổng cũng không có ăn. Thì là ai làm để lên ăn cho người này kia bạn bè ăn uống không biết gì không? 2,5 triệu chứ phải ít. Mà anh nghĩ đi, hai vợ chồng không làm ra tiền, mà bổ là không có tiền, không ai giúp, không ai cho. Con gái thì chỉ cho tiền thuốc thôi. Con gái chỉ là cái thuốc men này, cái xe này về cho. À, xe lăn nỉ hả? À, là người ta cho nè anh. Ta cho anh đem cho. Về để đi đâu, cho vợ anh đó đẩy đi, mà có đi đâu đâu. Sao cô không kiếm cái nhà nào cho nó rẻ là chút cô mướn? Tôi không biết ai cho sao làm vậy. Tôi nghĩ là nó gái á, tại vì cái lúc mà dịch xong á, chậm dịch đấy, cái là nó cũng khó khăn. Giờ không biết ai chỉ đây nè, cái nó đưa má nó vô. Đi đúng ra là cũng muốn kiếm cái nhà, em cũng có em đúng rồi, tính toán giống anh vậy đó. 1,000,000 thôi. Ờ, chứ... đúng rồi đó. Chưa kiếm được ra anh, chưa kiếm ra được. Bên quận 8 cả đóng mà chưa kiếm ra được. Em nghĩ anh nghĩ bên quận 8 nhiều lắm á. Ờ. Chứ cô chú đã kinh tế khó khăn rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi mình ở như vậy nữa rồi chưa kể điện nước nữa. Dạ đúng ở rồi. Tới chừng mà gần tới tiền nhà nó hồi hộp. Đúng rồi. Hồi hộp rất. Không, nói chung là em cô cũng muốn kiếm cái nhà nhỏ nhỏ vậy đó anh. Dù mấy á. Dạ thì nhưng cái mà... đó là con dạ. Có cái lời góp ý vậy thôi chứ dạ, con không có ý nhà gì. Dạ. Dạ. Không, cái đó cũng là đúng chứ phải không cô? Tại vì mình khó khăn mình kiếm cái nhà 1,000,000 thôi. Thôi giờ con cũng nói cô như vậy. Con thì con không giúp đỡ cô được cái gì, con chỉ là giúp những cái video để con chia sẻ lên cộng đồng thì các cô chú anh chị trong và ngoài nước có ai quan tâm đến hoàn cảnh và cuộc sống của cô á, dạ, có giúp rồi. Cô được gì thì giúp. Thì giờ hôm nay thôi con cũng thay mặt một chị ở bên nước ngoài ở phương xa, con cũng xin thay mặt chị tặng cho cô 300,000 để cô tẩm bổ nha. Cô cầm đi. Rồi cô cảm ơn chị ở phương xa đi. Cô cảm ơn đi. Cảm ơn chú anh nha. Dạ không, cái này của cái chị. Cảm ơn chị ở phương xa. Cảm ơn chị ở phương xa. Dạ không có gì đâu cô. Nói đừng cười lần đầu tiên cầm đó. Không ai cho tiền. Không ai biết rồi cho giúp hết trơn á, khổ vậy đó. Thôi kệ. Cô cũng đừng có buồn. Con người mình thì ai cũng có số phận. Lúc tôi chết rồi, tự giận chết anh. Muốn chết luôn. Cái lính nghèo quá đó. Họ túng và họ bức bách đó. Đau kéo dài năm này qua năm kia. Có tiền thì uống thuốc, không tiền nó đau nhất chịu không nổi. Thì nói chung ra tới đây nhìn hoàn cảnh của cô với lại đồ đạc mà để bề bộn như thế này thì mình cũng hiểu rồi. Dạ đúng rồi. Cũng hiểu rồi chứ. Đấy chứ khó khăn lắm, nhất là chuyện mà đi vệ sinh đó anh thấy không? Vô mà thấy như vậy là thấy hiểu rồi. Nó nhìn vô thấy bô đồ để dằn sát bên cô. Đi tối không về không đổ. Là ỉa đái xong là tự hửi luôn. Rồi tối chú đi về chú mới về giờ đổ vệ sinh cho. Quần áo thì mặc 3-4 ngày mới để cho ổng giặt lần chứ đâu dám mà giặt. Có khi nào về ổng? Không, không có mà giặt. Có khi nào chú đi làm về mệt là chú quạo không? Có. Có hả? Đàn ông mà. Ta cũng mệt vậy anh, ta cũng con người mà. Nhiều khi đi xin được cái gì ăn về cho vợ ăn. Đi xin đồ ăn nữa anh. Đi xin chỗ này chỗ kia chứ có cái này cái kia. Còn nhưng có cái thôi. Nhiều khi xin cái ba cái lòng phèo phổi tốt, không biết ăn. Mà cô ăn không được, tại bệnh á, không có ăn được ba cái đó. Ủa cô, không, cô là người Bắc hả cô? Bắc. Rồi chú? Chú người Nam. Cô vô đây là bao lâu rồi? Vô hồi 2 tuổi. Ôi trời, 2 tuổi. Mẹ siêu cho dạ mấy cái... chục năm rồi. Thôi giờ cô cũng giữ gìn sức khỏe, cô đừng có buồn. À, ví dụ như con sau khi con chia sẻ cái clip mình lên trên cộng đồng mạng á, nếu có cô chú nào mà có giúp đỡ cô được gì đó thì con sẽ đến báo tin vui cho cô. Thôi cô cũng gắng giữ tinh thần niệm Phật đi, để mình cũng được nhẹ được một phần nào. Ừ. Thì cái kiếp của con người mình nó như vậy thì mình cũng không thể nào mình chối được sự thật. Đúng rồi. Cho nên thôi cô cũng đừng có buồn ha. Thì con nghĩ gãy xương đau xương mà 4-5 năm trời đều bị là 4-5 lần rồi. Té xuống là gãy, té xuống là gãy, gãy hồi lại bảy mấy ngang cái xương anh thì lớn tuổi rồi. Cũng vậy nữa, xương giòn lắm. 9 tuổi mình bây giờ cũng vậy nữa chứ đừng nói chi mà tuổi cô. Xương giòn lắm. Bây giờ nó đâu có cầm được cái vậy nhưng mà cong vậy không. Nè nó cong vậy luôn nè anh, té một cái là coi như chống cái tay xuống là cong luôn nè. Lắm. Mà giờ nè, nắm không có được, cầm không được.
rung nè. À cái sợi dây đó là để làm cái thế để mình kéo lên. Ngồi lên ngồi xuống. Nó là cũng không lấy được nè anh, cái dây này để kéo lên nè. À cái dây này đó hả? Dạ chứ cổ không có ngồi được lâu nữa đó anh, với lại không có đứng được. Chỉ ngồi thế này đâu, rồi. Cô nằm cô kéo thử con coi coi. Cô nằm cô kéo được không? Ờ để tiền nó đi. Từ từ thôi nha. Tại vì cổ té mấy lần rồi. À, nằm xuống không phải giữ cái thế vậy. Đúng rồi anh, tại vì nó lòi cục xương, nó gãy, nó lòi luôn cục xương ở đây mà. Rồi, thấy đau đớn quá vậy. Đau xương, nhất là cái xương này gặp đau cũng ngồi lên. Tại nó lòi cục xương ra, gãy cái nó lòi cái xương ngay chỗ khu á. Rồi, ngồi cũng phải từ từ kéo lên vậy. Con nghĩ là ngồi khó hơn nữa không? Ờ, đứng chính xác. Vậy thôi, thôi cô nằm thôi, luôn. Thôi cô nằm luôn đi, cô nằm luôn đi. Thôi vậy thôi, bây giờ con cũng... xin chúc cô cũng mau hết bệnh ha. Con cũng xin dừng video lại. Con cũng chúc cô thật nhiều sức khỏe nha. Em cảm ơn một chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài giúp dùm cho cô 300 nha. Cảm ơn anh cả nhiều nha. Rồi không có gì dạ, đâu. Dạ, cảm ơn anh cả.